Thưa quý vị và các bạn, hôm nay thì trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi sẽ đưa cho quý vị và các bạn về hai cách xét xử ở tòa án. Một cái câu chuyện tôi nói về hình sự, một câu chuyện tôi nói về dân sự, để quý vị hiểu được rằng thêm những cái quy định của pháp luật về hai cách xét xử ở tòa án. Thật ra thì tôi cũng không có ý định làm hai cách xét xử ở tòa án. Tuy nhiên thì sau khi bản án phúc thẩm đã được tuyên thì người khách hàng của tôi bảo rằng là chị Thu ơi, đi giám đốc thẩm ở giai đoạn hiện nay thì rất là khó khăn. Và thông qua cái video này, tôi muốn giới thiệu quý vị và các bạn một cái câu chuyện Việt Nam mình có hai cách xét xử. Nếu không đồng ý với cái phán quyết của tòa án nhân dân cấp sơ thẩm thì chúng ta có quyền khiếu kháng cáo lên cấp phúc thẩm, cả trong cái vấn đề dân sự và hình sự. Cái câu chuyện đầu tiên tôi nói về mặt dân sự. Trong một cái vụ kiện thừa kế quyền sử dụng đất, gia đình họ có tổng cộng là 8 anh chị em. Khi mà mẹ mất thì ba đã hoàn tất cái giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thông qua cái con đường hành chính mà bỏ sót đi các hàng thừa kế. Và khi ba đã qua giấy chứng nhận quyền sử dụng đất qua tên mình và ba tặng cho lại một trong số các anh chị em. Và khi mà nhà cửa xuống cấp thì họ đã xây lại và phát sinh tranh chấp. Tại thời điểm đó thì khởi kiện thì các cái nguyên đơn là anh chị em ruột mới biết được rằng cái người mà đang đứng trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đó đã được ba tặng cho. Và tòa án cấp sơ thẩm, tòa án nhân dân quận huyện đã tuyên chia thừa kế toàn bộ quyền sử dụng đất cha mẹ để lại, tuy nhiên có tính tới kỹ phần của người trực tiếp quản lý sử dụng. Không đồng ý với cái bản án thì bị đơn đã kháng cáo. Và tòa án cấp phúc thẩm đã giữ nguyên bản án sơ thẩm và thế rằng là bản án đã có hiệu lực pháp luật. Nha, quý vị nhớ nha, bản án đã có hiệu lực pháp luật. Tôi trở lại vấn đề cũng câu chuyện này tại sơ thẩm. Nếu bị đơn thấy rằng tài sản này là của ba mẹ để lại và mình là một trong những người con và tất cả những anh chị em khác đều là con của ba mẹ, trình tự thủ tục tòa đã tuyên rằng là như thế đó. Vậy thì trên nguyên tắc thôi, tòa chia như vậy thì mình chấp nhận và bản án sẽ được dừng lại ở cấp sơ thẩm. Sau 15 ngày không kháng cáo, không kháng nghị của Viện Kiểm sát thì bản án được xem như có hiệu lực pháp luật. Trong cái câu chuyện dân sự về tranh chấp quyền sử dụng đất, nếu có phán quyết của tòa án nhân dân cấp sơ thẩm thì chúng ta sẽ không có kháng nghị thì bản án sẽ mặc nhiên có hiệu lực pháp luật. Còn nếu như trong trường hợp có một trong các bên đương sự kháng cáo và Viện Kiểm sát kháng nghị thì tòa án cấp phúc thẩm sẽ xem xét và bản án phúc thẩm có giá trị hiệu lực, thi hành ngay. Kể tiếp một cái câu chuyện về hình sự nha quý vị và các bạn. Tôi tham dự với vai trò là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong một cái vụ việc cố ý gây thương tích. Thì cái câu chuyện nó nôm na như thế này. Ở vùng quê, các nhà thì rộng lắm quý vị. Thì khi mà nhà ở bên liền kề thì họ nuôi bò. Và nuôi bò thì cái phân bò hôi thối. Thì quý vị và các bạn biết không, ở vùng quê thì bây giờ họ có cái phân bò đó và họ phơi đi, khô. Và khơi khô như vậy thì sau đó bán để cho một số làm phân, để làm phân bón, phân cây. Cái ông ở nhà liền kề, ổng lại có em bé. Và khi mà phơi cái phân mùi phân bò hôi thối lên như vậy thì ông nói với cái nhà hàng xóm, ông ơi, ông không được phơi như vậy. Thì ông này ông bảo nhà tao cứ phơi. Và thế rằng là nói lần thứ nhất, nói lần thứ hai, nói lần thứ ba và dẫn đến xung đột. Không những xung đột bằng miệng nữa mà xung đột bằng
hung khí, và các bên đã không ai nhường ai, dẫn đến cái hành vi cố ý gây thương tích. Bản án của Tòa án Nhân dân cấp sơ thẩm đã tuyên buộc cái người gây cái thương tích với tỷ lệ thương tật là 27% đó, với một cái mức hình phạt trong cái hành vi cố ý gây thương tích. Và không đồng ý vì cái bị cáo cho rằng là lỗi ở tại ông A trước chứ không phải lỗi tại tôi trước. Và bản án như vậy tuyên vậy quá cao và tôi xin sẽ giảm nhẹ hình phạt. Tôi đặt giả sử là Tòa án Nhân dân cấp sơ thẩm tuyên với mức hình phạt là 2 năm. Nhưng mà không đồng ý, ông cho rằng mức án tuyên với hành vi cố ý thương tích như vậy là cao quá. Cho nên ông yêu cầu lại kháng cáo để giảm nhẹ hình phạt. Cũng trong cái vai trò này thì ông hàng xóm, cái ông người bị hại đó, ông bảo trời ơi, tỷ lệ thương tật như vậy, chi phí như vậy mà giờ bồi thường có 10 triệu ít quá. Bây giờ ông kháng cáo, ông yêu cầu nâng cái mức bồi thường thiệt hại lên là 100 triệu. Và hai bên cùng kháng cáo, một bên thì kháng cáo tăng mức, giảm mức hình phạt, còn một bên thì kháng cáo để mà tăng mức bồi thường thiệt hại, tăng bồi thường trách nhiệm dân sự. Thưa quý vị và các bạn, và cấp phúc thẩm đã có những cái phán quyết là vẫn giữ nguyên cái bản án, cái mức hình phạt là 2 năm, tuy nhiên tăng cái mức bồi thường lên là 30 triệu. Một cái câu chuyện tôi chỉ lấy làm ví dụ cho quý vị và các bạn. Trở lại vấn đề, nếu bản án sơ thẩm tuyên mức hình phạt là 2 năm, cái ông bị cáo đó, ông nói 2 năm so với cái mức hình phạt là như đó là 10, từ 7 tới 15 năm thì nó cao quá. Thôi, 2 năm là được rồi, không kháng cáo nữa. Và ông bị hại, ông nói 10 triệu thôi kệ, gọi là mình cũng có một phần lỗi ở trong đó. Và bản án sẽ không bị kháng cáo mà không bị kháng nghị. Vậy là bản án có hiệu lực pháp luật. Thì sau 15 ngày nếu các bên đương sự bao gồm bị cáo, bị hại, người có quyền và nghĩa vụ liên quan không kháng cáo và viện kiểm sát cung cấp không kháng nghị thì bản án được mặc nhiên có hiệu lực pháp luật. Bản án sơ thẩm đó quý vị. Và quý vị và các bạn sẽ thấy được trên bên phía bên góc phải có để án có hiệu lực pháp luật. Trở lại vấn đề là nếu mà trong trường hợp mà tôi vừa mới đưa ra cái ví dụ đó, tòa án vẫn giữ nguyên cái bản án mức hình phạt là 2 năm đối với cái hành vi cố ý gây thương tích, tuy nhiên nâng cái mức bồi thường lên, thì sau cái ngày tuyên cũng là ngày án có hiệu lực pháp luật. Thôi nha quý vị và các bạn, tôi giới thiệu hai trường hợp bản án, hai cấp xét xử ở tòa án để quý vị và các bạn hiểu thêm được những cái quy định của pháp luật trong trường hợp dân sự và hình sự, để tránh những trường hợp sau khi phúc thẩm rồi còn kháng cáo nữa không, còn kháng nghị nữa không. Thưa quý vị và các bạn, chỉ mong muốn dẫn đưa những cái kiến thức luật rất cơ bản đến người dân Việt Nam. Đó là những cái mong mỏi của trong cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Quý vị và các bạn nếu yêu quý cái chương trình thì xin hãy để lại comment cũng như nút like hoặc share cho tôi để động lực để tôi làm thêm những video khác tặng các bạn nha. Xin trân trọng cảm ơn.